Kể cả bạn có là một fan hâm mộ của Son Heung-min, bạn cũng sẽ chẳng phàn nàn về lý do vì sao huấn luyện viên Antonio Conte lại cho anh dự bị trong trận đấu với Leicester. Ông thầy người Ý vốn đã cảnh báo trước về việc này khi nói rằng không có cầu thủ nào là không thể thay thế. Son đã đi vào lịch sử mùa giải trước với thành tích 23 bàn thắng sau 35 trận đấu để chia sẻ danh hiệu trước giày vàng với Mohamed Salah. Nhưng chuỗi thịt ngòi đến 8 trận dù được đá chính từ đầu mùa đến giờ khiến anh bị đặt trong rất nhiều câu hỏi. Ai cũng thấy rõ sự sa sút của Son cả, và chính anh là người cảm nhận rõ nhất về điều đó khi không thể tận hưởng cảm giác ăn mừng quen thuộc trong một thời gian rất dài. Trận thua Sporting của Tottenham được báo cáo là đã đẩy cơn giận dữ của Tottenham đến mức tới hạn và buộc huấn luyện viên này phải có những sự thay đổi. Khi Son không thể có một bàn thắng nào dù được trao nhiều cơ hội, Conte đành lấy lại nó và đưa vào tay cậu tân binh Richarlison. 59 phút thi đấu đầu tiên trên sân, Richarlison trong cuộc tiếp đón bảy cáo đã không để lại quá nhiều ấn tượng, vì thế anh được thay ra bởi Son Heung-min. Tất nhiên chúng ta đều biết điều gì đã diễn ra sau đó. Son Heung-min đã đánh dấu cho chuỗi tịt ngòi của mình bằng một cú dứt điểm rất có lực dù không có nhiều quãng đà. Đó chỉ là cú đẩy bóng nhẹ trước khi thực hiện pha cửa lòng làm bó tay thủ thành Danny Ward. Đó là một lực sút rất khó tưởng tượng hay giải thích, nhưng nó chả khác gì một pha đại bác được lấy đà tử tế cả, và đó là một bàn thắng bằng chân phải. Son tiếp tục tạo ra một bàn thắng khác, lần này là với cái chân trái ở một khoảng cách gần hơn. Cú cửa lòng đó đưa bóng đi xoáy hơn, biến Danny Ward tiếp tục trở thành nền của siêu phẩm. Bàn thắng thứ ba của Son thì không có gì quá đặc biệt nữa, thậm chí Ward còn suýt cản phá thành công nó khi đã chạm được tay vào bóng. Nhưng để đưa ra một thông báo quan trọng thì một cú hat-trick chắc chắn sẽ gây chú ý hơn. Điều đặc biệt mà chúng ta thấy ở các tình huống ghi bàn đó là cách Son ăn mừng. Cầu thủ người Hàn Quốc đã chủ động không để lộ quá nhiều cảm xúc ở mọi tình huống ghi bàn. Anh chỉ thực hiện vài bước chạy nhẹ nhàng đến một góc sân trước khi những người đồng đội quây quần bên anh để chia vui. Chỉ cho đến khi hoàn tất cú hat-trick, Son mới lôi chiếc máy ảnh quen thuộc của mình ra. Đây là kiểu ăn mừng mà Son tiết lộ đã vắt óc để suy nghĩ vì muốn tạo một điểm nhấn riêng để mọi người nhớ về anh. Nó đã thực sự in sâu trong tâm trí của nhiều cổ động viên mùa giải trước. Cốt ý nghĩa của nó là lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất và tận hưởng chúng. Và đây tất nhiên cũng là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nữa trong sự nghiệp của Son. Sau trận đấu tuyệt vời của mình, anh đã chia sẻ về cảm giác khi phải lần đầu dự bị như sau. Thành thật mà nói, tôi không hề cảm thấy bực bội khi phải ngồi dự bị. Khởi đầu chưa tốt của tôi ở mùa này nằm ở khâu dứt điểm, ngoài ra còn có một chút kém may mắn. Khi Son liên tục ghi những bàn thắng đầy cảm xúc ấy, máy quay tất nhiên cũng lia ra bên ngoài đường pitch để bắt những biểu cảm của Antonio Conte. Ông thầy người Ý hoàn toàn mừng rỡ và ôm các trợ lý của mình với một trạng thái biểu cảm hạnh phúc khi thấy cầu thủ người Hàn Quốc liên tiếp tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ. Hơn ai hết, có lẽ chỉ sau nhân vật chính, Antonio Conte là người vui nhất. Ông từng nói rằng mình rất may mắn khi làm việc với một cầu thủ có thái độ như Son và sẽ hỗ trợ học trò của ông những gì tốt nhất có thể. Thậm chí ngay cả cuộc họp báo sau trận với Leicester, Antonio Conte tiếp tục trêu đùa rằng sẽ nghĩ đến chuyện cho Son dự bị dài dài vì muốn coi liệu điều này có hiệu quả hay không. Nhiều người cũng tin rằng điều này diễn ra là có cơ sở, việc để Son dự bị không chỉ là toan tính về chiến thuật hay thể lực cầu thủ, mà nó cũng đưa tiền đạo người Hàn Quốc vào trạng thái dồn nén và bùng nổ khi đến thời điểm thích hợp. May mắn thay, điều đó diễn ra rất đúng lúc trước khi Son và cả đội bước vào kỳ hội quân với đội tuyển quốc gia. Khi nhìn những màn trình diễn của Son từ đầu mùa, cựu cầu thủ Tottenham Jamie O'Hara tin rằng chính Son đang rơi vào trạng thái thiếu đi niềm tin ở bản thân. Những pha bứt tốc của cầu thủ người Hàn giảm đi rõ rệt. Với một cầu thủ nhạy cảm như Son, đây càng là một vấn đề lớn. Điều này được The Athletic mô tả là áp lực từ việc trở thành vua phá lưới ở mùa giải trước. Bên cạnh là những phân tích khác mang tính chuyên môn hơn, ví dụ Son đang ngày càng bị kéo ra xa khung thành để trở thành một tay kiến thiết, hay mối liên kết giữa Son và Kane từng có đang bị yếu dần vì sự xuất hiện của những cầu thủ mới, và Antonio Conte cũng không muốn khiến họ cảm thấy lạc lõng. Điều đó được thể hiện qua việc Son có nhiều đường chuyền hơn, nhưng số lần chạm bóng trong vòng cấm của anh lại giảm. Ngoài ra, Son đang rơi vào trạng thái trả lại phần may mắn mà anh từng có về việc cứ sút là có bàn ở mùa giải trước. Bên cạnh đó là sự thiếu may mắn của Son trong những pha dứt điểm chạm cột xà trong các trận đấu với Fulham hay là Wolves. Ngoài ra, việc suy nghĩ quá nhiều về việc phải ghi bàn khiến Son có những quyết định xử lý hay chạy chỗ thực sự không tốt. Như đã nói, Son Heung-min là người cảm nhận rõ nhất điều đó. Anh trả lời rằng nếu mình gần như không có cơ hội để ghi bàn, anh sẽ cảm thấy rất lo lắng. Nhưng Son thậm chí đang có nhiều cú sút hơn và anh tin rằng mình đang bị trêu bởi thần may mắn. Cầu thủ người Hàn Quốc của vài ngày trước cũng bảo trước ống kính rằng khi có được bàn thắng thì sự tự tin của mình cũng sẽ trở lại. Chắc chắn, pha trick này sẽ giúp những cảm xúc của Son trở nên tích cực hơn. Ngay sau trận đấu, chàng trai người Hàn đã ngay lập tức dành những lời cảm ơn nồng nhiệt. Cảm ơn những cổ động viên đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi, kể cả trong những giờ phút khó khăn nhất. Thật vui vì cuối cùng quả bóng cũng đã chịu ở trong lưới rồi. Và còn vui hơn khi cả đội đã thắng trước khi quãng nghỉ đến.
Thú thật bản thân tôi còn không tin nổi là mình đã ghi bàn, nhưng cũng ở ngay lúc đó, mọi cảm xúc thất vọng hay tiêu cực trong bản thân tôi cũng biến mất hết. Tôi lại cảm thấy thực sự hạnh phúc trong đôi chân của mình. Bóng đá lạ kỳ và điên rồ chỗ đó, đôi khi mãi trong một quãng thời gian bàn thắng chẳng tới, nhưng rồi có một hôm bóng tìm đến lưới tới 3 lần. Nên cú hat-trick này đối với bản thân cũng là một bài học lớn, để cho thấy rằng có nỗ lực thì thành quả rồi cũng sẽ đến. Son cũng đã giải thích về những bàn thắng từ ngoài vòng cấm của mình, rằng anh luôn dành một ít thời gian sau buổi tập chính để tập sút vào góc cao. Phải nói rằng ngoại hạng Anh thực sự rất hiếm có những ai can đảm sút xa, chứ chưa kể là thực hiện nó nhằm vào những góc cao. Bạn có thể thấy Haaland hủy diệt các đội bóng mà Man City gặp chỉ qua những pha chạm bóng mà người ta gọi là tap in. Nhưng khó để mà chàng trai này thực hiện một cú sút từ ngoài vòng cấm. Thứ nhất là bởi anh không tập, và thứ hai thì nó là quyết định không quá hay ho về mặt chiến thuật. Điều đó tạo nên sự đặc biệt của riêng Son, một cầu thủ sở hữu hai chân chất lượng như một. Chứng kiến Son ghi bàn làm cảm xúc rất khác, đó cũng là sự thú vị của bóng đá. Có những cầu thủ ghi bàn kiểu này, những cầu thủ ghi bàn kiểu khác, và họ đều là những người giỏi nhất trong cách thức của mình. Điều quan trọng nhất là Son có lại chính là sự tự tin. Nó có thể không được mô tả rõ như những hình ảnh, tình huống hay thống kê thông số, nhưng chắc chắn đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một cầu thủ giỏi, nhất là một tay săn bàn giỏi. Có rất nhiều nhận định vừa được đưa ra rằng cầu thủ châu Á sau độ tuổi 30 sẽ tụt dốc rất nhanh. Tất nhiên nó cũng sẽ xảy ra với Son, nhưng nó không thể là một quãng thời gian cực ngắn như những gì diễn ra trong vài tháng qua được. Son là một cầu thủ có tiêu chuẩn sinh hoạt rất khác với phần lớn nhóm cầu thủ châu Á. Nền tảng thể chất của anh thực sự là điều mà rất nhiều cầu thủ đều mơ ước đạt được. Trong những lựa chọn thông thường của mình, Antonio Conte chia sẻ rằng sẽ gần như luôn có 3 người đá chính và một người dự bị. Vì lẽ đó, sẽ là một câu hỏi thú vị khi nghĩ về đội hình xuất phát của Tottenham sau quãng nghỉ. Có lẽ Son sẽ lại đá chính, thi đấu bên trái hoặc bên phải của Kane. Quan trọng là nếu anh ấy lấy cảm giác của một sát thủ, điều đó thực sự khiến Tottenham trông đáng sợ hơn rất nhiều. Spurs từ đầu mùa giải cho tới hiện tại, dù có thành tích rất tốt tại Premier League mà con số 17 điểm là một minh chứng, nhưng họ chưa bao giờ đem lại cảm giác là một cỗ máy tấn công nguy hiểm như đã từng. 6 bàn thắng trong trận Leicester chiếm đến 33% số bàn thắng của họ trong mùa này, nâng con số tổng lên thành 18. Với những ai yêu quý Son, được tiếp tục theo dõi và cổ vũ anh là một điều tuyệt vời. Đây là một mùa giải thậm chí có những sự cạnh tranh còn lớn hơn nhiều so với những mùa giải trước. Nhưng chứng kiến một người châu Á tiếp tục đứng trong hàng ngũ thách thức những khung thành ở ngoại hạng Anh vẫn là một điều thú vị. Giải đấu này không thể đủ vui nếu thiếu Son được, và giờ thì anh đã chính thức thông báo cho sự trở lại của mình. Ronaldo đến Lisbon ở tuổi 12 vì anh không muốn bất cứ điều gì khác. Anh đã tự chọn con đường sự nghiệp cho riêng mình và bắt đầu thế giới của người trưởng thành sớm hơn so với hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Và cũng vì thế, dường như anh đã bỏ qua khoảng thời gian vô tư, tự do để trải nghiệm. Eriksson giải thích, từ độ tuổi 12 trở đi, chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng mọi thứ đều có giá và hoàn cảnh thực tại là một phần trong nhân cách của chúng ta, đặc biệt với những ai đã trải qua sự đói khổ cho dù ở mức độ nào.